Chào cả nhà, bây giờ là gần 2 giờ sáng và mình đang có mặt tại cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Và dự kiến thì trong rạng sáng nay mình sẽ đón một chuyến xe dọc đường từ Sài Gòn đi xuống An Giang. Và sáng hôm sau thì mình sẽ ghé thăm mẹ con cô Minh. Và sáng hôm sau thì mình sẽ ghé thăm mẹ con cô Thu. Cô Thu thì có người con tên là Minh bị bại liệt. Và thời gian vừa qua thì hai mẹ con đã từ Campuchia hồi hương về Việt Nam và gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay thì mình xuống để cập nhật thêm tình hình cuộc sống của hai mẹ con, cũng như là chuyển món quà của các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình của cô Thu và bạn Minh. Kính thưa các bạn, là sau hơn 7 giờ di chuyển thì mình cũng đã có mặt ngay tại đường Hòn Diệu, Châu Đốc, tỉnh An Giang. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong thăm nơi ở của cô Thu và bạn Minh. Cô ơi. Tới rồi, người đẹp. Ủa giờ nhà mình dạ có gì mới không cô? Nói bình thường, có cái nệm với cái tủ. Cái tủ này là mới mua nè. Tủ này của cô này nè, cho cái nệm này nè. Với cái tủ này là cô Thức ở bên Mỹ gửi tiền qua mua. Mua tấm nệm với cái tủ này cho mình. Mình ghi cho cô. Cổ còn kêu mua tủ lạnh nữa, cô không chịu. Ở sao cô không mua tủ lạnh? Cô không dám, tại vì cái nhà này nè là của bà chủ Ngọc Máy cho mướn 1 triệu tiền điện nước, cổ không có lấy tiền mà mình xài điện nhiều quá kỳ lắm, phải không? Dạ. Thành ra cô không dám, chứ cô thích kêu mua cái tủ lạnh, rồi mình nhìn thấy điện nước cô Ngọc Máy không có lấy tiền, không lẽ mình xài nhiều dữ gì của người ta. Con nhớ là cái ngày đầu tiên mà khi mà con tìm nhà cho cô ở đây á, thì hình như là cô chủ khách sạn Ngọc Máy là cổ không có biết là hoàn cảnh ở đây mình. Đúng rồi. Rồi sau đó sao cô đã biết vậy cô? Từ từ thì cổ biết, cổ thấy con lợi, với mà cô trên mạng á, cổ thấy thì cổ mới thấy hoàn cảnh mình không có tốt, rồi thành ra cổ cho ở nhà trọ, cổ lấy tiền, mà tiền điện nước thì cổ không lấy, cổ giúp cho như vậy đó. Tết nay thì cô với Minh có đi đâu không? Có đi núi Sam lại. Cô gái cho cô xin bà phù hộ cho Minh mà hết bệnh rồi vậy thôi, rồi về rồi vậy không. Nhưng mà một mình cô đi chứ Minh đâu không đi được. Có chiếc xe gì, xe buýt, không phải xe taxi nó ở ngoài cổng này nè, cái cô đẩy chiếc xe lăn của mình đi ra rồi tiếp bồng lên xe, cái đi vô trong chùa bà, cái người ta cũng tiếp đẩy lên xe rồi đẩy vô chùa bà, cái người ta cũng tiếp, nói chung là người nào thấy mình vậy người ta cũng tiếp, nó kéo xuống cái lên rồi cô cũng cúng xong xuôi rồi đưa em về. Cô từ Campuchia mà cô về Việt Nam là được bao lâu rồi cô? Mấy tháng Minh? 2-3 tháng. Tháng này nữa là đóng tiền nhà 2 lần rồi. Nếu mà vô cái tháng này nữa là gần 3 tháng. Gần 3 tháng rồi. Cái đợt thăm mà gần đây nhất của cô cho đến hôm nay thì trong cái khoảng thời gian đó thì có ai gọi cho cô và có ai chia sẻ cái khó khăn gia đình mình không? Có. Dạ. Có như mấy cô Thức nè ở bên Mỹ, rồi cô Bông, rồi anh Lực ở bên Úc, rồi cô ở thành phố, cô Liên cũng giúp đỡ cho cô, cũng cho cô tiền để mà sinh sống, khởi đầu cô về Việt Nam đó, để cô có đồng tiền để xây chở này nọ, đồ mua đồ cho Minh, rồi mẹ con sống, rồi cô Thức ở bên Mỹ cũng có mua thuốc cho Minh uống nữa. Thành ra nói chung cuộc sống cô cũng cảm ơn những người hảo tâm, những nhà từ thiện và Phong nữa, cô rất là cảm ơn. Nên cuộc sống rất là tốt, nói chung về Việt Nam cô thoải mái dữ lắm. Và
Nói chung là Minh nó cũng khỏe nhiều. Cô rất là cảm ơn những nhà hảo tâm và những người từ thiện tiếp thương cái hoàn cảnh khó khăn của cô. Dạ. Cô từ hôm đó đến hôm nay thì cái dịp Tết, đặc biệt là cái dịp Tết thì cô thấy cái Tết năm nay so với những cái Tết năm trước thì như thế nào cô? Dạ, cái Tết năm nay cô rất là vui vẻ và thoải mái, mà trong lòng cũng rất là tốt. Cũng có những người như là cộng đồng Việt Nam mình vui vẻ thì cô cũng thấy thoải mái dữ lắm. Nói chung là rất là như là nhưng mình cũng khỏe lắm. Nói chung về tinh thần, tiền bạc mình cũng có những người đồng Việt Nam của mình chia sẻ. Cô cũng sống vui vẻ quá, như vậy là cô cũng hạnh phúc rồi. Cô cũng rất là cảm ơn những người Việt Nam của mình ủng hộ với nhau. Cô Tết hôm nay cô rất là vui. Dạ, và Minh nữa, rồi cô thấy cũng vui vẻ sau khi trở về đây, được những người hảo tâm của người Việt Nam mình giúp đỡ cô trong cái lúc này, dịp Tết này cô rất là đầy đủ. Bây giờ thì cô có công việc mới chưa? Cô có. Bây giờ bữa 16 này nè là người ta khai trương, cô đi làm, cô tiếp cho người ta quán cơm, cô như chạy bàn, hay là sau đó là mình dẹp dọn rồi rửa chén, người ta cho mỗi một ngày lấy tiền mỗi ngày bao nhiêu cô? Cô không biết nữa, người ta nói vậy. Người ta mướn người nào nhiêu thì giá bao nhiêu vậy đó, người ta không có mướn hẹp đâu, thì cô cũng đồng ý. Nhưng mà cô biết cái giá tiền chưa? Khoảng 100.000. 100.000 là dạ, một ngày công. Dạ. Bưng bê và phụ cơm. Dạ. Người ta cho cơm ăn luôn. Chiều về người ta cũng cho cơm nữa, người ta nói trước. Thành ra cô thấy thoải mái lắm. Được rồi. Từ nhà trọ mình cho đến cái chỗ mà cô làm thì xa. Bao nhiêu cân? Quanh nữa. Ở cái dầu có cái chị đó cho cô một chiếc xe đạp chở về kìa, xe đạp kìa, cô thấy không? Cô dẫn cô ra cô thử. Để cô dẫn cho con coi nè. Cho cô chiếc xe đạp đi tới đi lui. Đây là chiếc xe mà một cô ở bên ở cái dầu cho cô này đẹp không? Ở cái dầu, dạ. Nó tặng cho cô. Là cô đã đem tới trực tiếp đây luôn hay là cô đem tới đây, cô chở xe đem lại và cô thấy trả tiền cho chú mà trở lại đây 100.000. Tiền xe nha. Rồi cho cô thêm 200.000 nữa. Dạ. Cái từ đó có bao giờ là ai tới nhà trọ mình thăm cuộc sống của hai mẹ con chưa ạ? Có hai ba người rồi đó. Là dân An Giang mình luôn. An Giang. Gần gần đây họ gần tới gần luôn. Rồi cô Nhạn cũng có tới nữa. Cô Nhạn cho một ký lạp xưởng. Để ăn Tết luôn á. Để ăn Tết. Nói chung là tốt quá. Cô cũng không rồi hãy gì đâu. Hồi ở bên Campuchia cô rửa chén một ngày như vậy là bao nhiêu đô? Một tháng. Một tháng bao nhiêu? Một tháng 150 đô. 150 đô. Đổi ra tiền Việt mình là 3 triệu mấy. Ba triệu mấy. 4 triệu. Ở Việt Nam vẫn cũng chạy bàn, phụ rửa chén, cũng cái mức lương như nhau. Nhưng mà cuộc sống ở đây cảm giác nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Đúng vậy. Có thêm một cái nữa là ở đây nó dễ chịu hơn, đó là cái phòng trọ của mình thoáng mát hơn. Bên kia nó ngợp lắm. Dạ. Bên Campuchia cực kỳ ngợp. Mà thứ hai là ở đây người Việt với người Việt dễ giúp nhau, dễ tương trợ hơn là cộng đồng bên Cam và người Việt. Đúng rồi. Cộng đồng Việt Nam mình có cái gì á, mình nói lên, cái người ta chia sẻ với mình, người ta sẵn sàng, tại vì mình là người Việt Nam với nhau á, thành ra cô rất là trong lòng thoải mái và vui nữa. Thành ra bây giờ nói chung cũng ổn định, cô có công ăn chuyện làm. Cảm ơn những nhà hảo tâm đã chia sẻ giúp đỡ cô và cả Phong nữa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Con với cô vào nhà trò chuyện ha. Dạ. Từ lúc mà Minh về Việt Nam thì được một người thầy xoa bóp bấm huyệt, hàng ngày thì bóp khoảng 60 phút. Và mỗi lần bóp như vậy thì chỉ có lấy tiền công 50.000 đồng thôi, vừa làm mà vừa làm phước luôn. Và ngày hôm nay thì khi mà quay trở lại thăm Minh thì mình thấy Minh có sức khỏe hơn so với trước nè, hồng hào, khỏe mạnh hơn.
Giờ cho Minh về Campuchia, Minh chịu không? Không. Tại sao vậy? Em đang ở đây tại vì ở Campuchia lu bu lắm, rồi nó khó khăn nữa. Từ khi mà Minh về Việt Nam á, là Minh thấy cái điều gì mà được so với Campuchia và cái gì mà thấy nó không được hơn so với những cái cuộc sống mà ở Campuchia? Đây, ở Việt Nam thì nó yên bình lắm, còn ở Campuchia thì mỗi ngày á, em xem tin tức á, nó lu bu chính trị nè, rồi xã hội nó lu bu lắm, rồi nó có chuyện hoài à. Còn ở Việt Nam thì thoải mái, nó đỡ hơn rất là nhiều. Có nghĩa là hiện giờ, dạ, hiện giờ ở Campuchia là chính trị bất ổn, và có khả năng là người Việt Nam mình á là dễ bị trục xuất về nước. Đúng rồi. Cho nên là hai mẹ con cũng sống trong cái thấp thỏm lâu. Ngày mà con đến nhà mình ở bên Campuchia là con lên cái can gác nó ngập. Thở mà không đủ không khí để mình hít thở. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ cô và Minh đang ở hồi ở bên Phnom Penh Campuchia lại là xung quanh là không có người Việt nhiều. Đúng rồi, có một mình gia đình cô đó. Cô có sợ, cô có ngại gì không? Trong khi mà người Campuchia họ không có ưa người Việt Nam mình. Dạ, đúng vậy, nhưng mà cô ở đó lâu quá đó, thành ra mấy người đó cũng thương cô lắm. Mấy người Campuchia cũng thương cô với Minh lắm. Nhưng mà ở đó người Việt khác như là lâu lâu mà lại một lần á, hay là ở đó mà ít năm á thì chắc là người ta không ghét lắm, như là không thích đâu, người ta nói này nói nọ. Nhưng mà cô ở đó lâu á, thành ra người ta quen. Minh cũng sinh đẻ ở đó rồi lớn lên ở đó nữa, thành ra người ta coi Minh như người Campuchia chứ thật ra cô là người Việt Nam. Minh nó sợ lắm. Lúc mà con đến nói đi về Việt Nam á, là cái dịp đó là đang lu bu cái ông gì về nước đó, thành ra cô cũng sợ quá. Cô nói thôi ở đây hồi hộp hoài á, quyết định đi về với con, kêu về cô đi về luôn. Thành ra về đây nó thoải mái rồi, ngủ cũng thoải mái nữa. Biết làm sao, chỉ vậy thôi. Nếu như mà bây giờ hai mẹ con vẫn tiếp tục công việc hiện giờ là một tháng sẽ có được 3 triệu. Dạ. 3 triệu, trong khi đó tiền trọ là hết 1 triệu, mình sẽ dư 2 triệu. Đặc biệt là khi mà làm ở đó thì tiền cơm nước thì không tốn. Đúng rồi. Cho dù mình sinh hoạt cao lắm thì tốn thêm 1 triệu nữa thì cũng có cái củ dư thêm. Dạ. 1 triệu. Dạ. Một năm thì dư trên 10 triệu. Dạ. Dạ. Vậy thì cũng đỡ hơn. Nếu mà tiêu xài tàn tiền á, 10 triệu đó thì cũng là một cái phần nào đó. Dạ, nhưng mà cơm thì mình có ăn hết. 10 triệu ở đâu đây? Có 1 triệu à? Một năm. Đến đâu một tháng thì... Mình ở đây dù sao làm đi làm cũng kiếm tiền được. Dạ. Minh ơi, cho mình hỏi thăm là khi mà hai mẹ con về Việt Nam á, thì từ đó đến giờ là những cái người nào đã từng có những cuộc gọi và những người nào mà đã từng tới thăm mình mà khiến gia đình mình ấn tượng nhất không? Có một anh ở Sài Gòn, quận 7, anh tên là Thuận. Anh đến giúp cho em và chơi với em ngày Tết nữa. Rồi anh rất là tình cảm và lo cho em. Tối hôm qua khi mà anh Thuận biết tin mình từ Sài Gòn đi xuống An Giang để thăm mẹ con Minh á, thì anh Thuận có nhắn tin với mình như thế này: Phong đi xe nào, rồi những ngày trong Tết thì anh lại nhắn tin là Phong ơi, khi nào xuống thăm Minh á thì ghé thăm mình để mình có quà gửi cho Minh. Nhưng mà cũng xin lỗi anh Thuận là không có thời gian, khi mà hôm qua con mới về Sài Gòn là Phong đi liền, đi trong đêm, Phong đi trong đêm xuống An Giang mình luôn. Vì vậy thì cũng không có dịp ghé thăm anh Thuận. Và anh Thuận biết tin cũng có nhắn tin chúc sức khỏe. Dạ. Và anh có nói rằng là ngày 30 Tết anh có xuống dưới đây. Có, dạ. Đến 30 Tết có đến thăm Minh đó. 30 Tết có xuống thăm Minh. Và hôm nay thì Minh thấy khi mà về Việt Nam thấy cộng đồng người Việt và, dạ, và rất nhiều người mà chưa bao giờ gặp Minh, chưa bao giờ biết Minh là ai, là trong tay Minh thấy tình là, thương của con người như thế nào. Dạ, rất là quý những người mà đến để giúp cho em và biết được Việt Nam mình rất là có tình thương đối với nhau, biết yêu nước, biết yêu những người bệnh tật giống nhau và ngoài nước nữa. Cho nên em cũng xin cảm ơn vì thực
Thức, Thức ở Mỹ, Thức với ở Mỹ. Dì Bông, rồi với anh Lực. Anh Luật ở Úc, Úc à? Australia. Yeah. Rồi còn cô Liên à? Cô Liên ở thành phố. Cảm ơn cô Liên rất là nhiều nha cô Liên, hy vọng cô Liên sẽ nhìn thấy video này. Chúc cô Liên một mùa xuân an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, trẻ đẹp hoài. Cô Liên nè, chị Út nữa nè, cô Út Thích. Rồi dì Thích là dạo này dì cũng có nhiều cái khó khăn cho nên con thì ít nói chuyện lắm. Bây giờ con cũng xin nói vài lời chúc cho dì đừng có suy nghĩ nhiều và bớt bệnh, và xin cho dì sẽ có sức khỏe nhiều và làm ăn khá giả, từ từ cái gì nó cũng qua. Bữa nay thì con đến thì cũng có một vài cô chú anh chị cũng nhờ con chuyển cái món quà cho gia đình mình. Con đọc tên đi cho gia đình mình nhớ nha. Trước hết là cảm ơn cô Kim Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho Minh 1 triệu, Lê Thị Anh Thư 300, chị Giác Chi ở bên Úc 1 triệu, chị Chi ở quận 11 500, và một người đến xe bà bía của chị Tưởng gửi 1 triệu, và chị Tưởng xin thêm 1 triệu nữa gửi cho Minh để ly xì cho Minh. Thì từ đó đến giờ các cô chú anh chị trước Tết và trong Tết thì đã gửi cho Minh được 4,8 triệu. Nếu mà mọi người có chung tay giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Minh, chuyển tiền trực tiếp cho Minh. Tại vì bản thân mình á, từ Sài Gòn mà xuống dưới này thì cũng hơi khó khăn và trắc trở. Lâu lâu vài 3 tháng mới xuống được một dịp. Và mỗi lần đi như vậy thì cũng gia đình mình cũng không có điều kiện để tiếp cận những cái món quà của các mạnh thường quân. Này toàn tiền mới mà mới rút ra ngân hàng vậy. Anh gửi cho Minh nha. Nếu như con hỏi lại cô cái cảm xúc của cô mà cái ngày mà trước cái ngày mà cô gom ba lô, gom tất cả đồ đạc và gom tất cả những cái tài sản ở bên Campuchia để hồi hương về Việt Nam,